Smartphone dùng hệ điều hành Hongmeng theo hãng nghiên cứu thị trường Rosenblatt Security, các thiết bị được cài hệ điều hành Hongmeng OS của Huawei không rõ là đã tung ra thị trường hay chỉ là những thiết bị đang trong quá trình thử nghiệm. Báo cáo cũng tiết lộ thiết bị chạy hệ điều hành Hongmeng OS tương thích với tất cả các ứng dụng Android hiện tại và tăng cường chức năng bảo mật dữ liệu cá nhân. Trang China Daily trước đó dẫn lời CEO Huawei, ông Yu Chengdong, Richard Yu, cho biết. Hệ điều hành của Huawei sẽ ra mắt sớm nhất vào mùa thu này hoặc mùa xuân tới. Hongmeng OS được phát triển để cài đặt trên điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng, TV, ô tô, thiết bị đeo và mọi thiết bị khác có thể dùng hệ điều hành. EU chia sẻ với các chuyên gia internet qua WeChat. Mặc dù Mỹ đã hoãn lệnh cấm giao dịch với Huawei trong 3 tháng kể từ ngày 20 tháng 5, nhà sản xuất có trụ sở tại Thâm Quyến không thể chỉ ngồi chờ một giải pháp. Họ đẩy nhanh việc đưa hệ điều hành tự phát triển vài năm nay vào thử nghiệm. Trang web chuyên thu thập thông tin về Huawei, Huawei Central, cho biết Huawei đã đăng ký thương hiệu Hongmeng Os tại một loạt quốc gia trên thế giới như Canada, các quốc gia châu Âu, Hàn Quốc và Mexico. Cái tên Hongmeng không có vẻ không mang tính quốc tế cho lắm, mặc dù nghĩa đen của nó là bình minh trong sương mù. Còn theo Wikipedia, Hongmeng Os được đặt theo tên của một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc, tượng trưng cho sự hỗn loạn nguyên thủy của thế giới trước khi tạo ra. Hải Phòng, theo GS Marina